Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review đồng hồ của Gia Bảo Luxury. Trên tay tôi đây là một chiếc đồng hồ đến từ nhà sản xuất Rolex, xuất hiện trong đường kính 36mm. Mẫu đồng hồ Rolex Datejust số hiệu 116138 hiện có mặt tại Gia Bảo Luxury, được khá nhiều người săn đón bởi vì sở hữu mã số được sản xuất khá là giới hạn. Và đi kèm với cả mẫu đồng hồ này là dây đeo da, chứ không phải là dây đeo jubilee thường gặp. Toàn bộ bề mặt vỏ khung từ vành be rồi phía khía cho đến càng nối dây đều được đánh bóng kỹ lưỡng bằng những kỹ thuật hiện đại nhất. Bộ vỏ khung bằng vàng kích thước 36mm của mẫu đồng hồ này sẽ được cố định bằng dây đeo da màu xanh. Phía cuối của dây đeo là khóa gập cũng trong chất liệu bằng vàng. Khóa cài được thiết kế thông minh để có thể thu gọn nếu như dây quá là dài. Bên trong bộ vỏ khung bằng vàng sáng loáng của mẫu đồng hồ này là mã số màu xanh thẫm. Tuy nhiên thì để có thể chiêm ngưỡng được hết vẻ lộng lẫy cũng như độ thẩm mỹ cao của mã số này, có lẽ bạn nên bước thử ra ngoài và hứng ánh sáng mặt trời để xem độ phản chiếu của mã số dưới ánh nắng thì tốt hơn. Không dừng lại ở màu xanh đơn thuần, điểm lên trên mã số của chiếc Rolex 116138 là từng vân sóng uốn lượn hiện đại ở bên trên và xen kẽ với những chữ Rolex được thiết kế ấn tượng, và xuất hiện với hai phong cách trộn lẫn, không dừng lại ở số Ả Rập kích thước lớn bằng vàng mà bên trên còn được đính thêm khá nhiều những viên kim cương nhỏ để tăng độ lộng lẫy cho mẫu đồng hồ này. Các cọc số còn lại được phủ chất phát quang thế hệ mới Chrono Light của nhà sản xuất Rolex để có thể xem được giờ ở trong những môi trường thiếu ánh sáng tốt hơn. Chất phát quang cũng được nhà sản xuất Rolex ứng dụng ngay ở trên bộ kim dáng gợi ở trung tâm. Và yêu thích dòng đồng hồ Rolex là yêu thích những chi tiết nhỏ nhặt nhất của hãng sản xuất này, và đưa danh tiếng của dòng Datejust phủ rộng rãi như ngày hôm nay, đó là sự có mặt của ô cửa sổ báo ngày kích thước khá là nhỏ cùng kính giọt lệ cyclops ở góc 3 giờ. Và với những chiếc đồng hồ Rolex đại diện cho sự chính xác của giới đồng hồ cơ học thì nhà sản xuất trang bị bộ máy bên trong là caliber 3135, có khả năng vận hành bền bỉ trong 50 giờ đồng hồ chính xác. Và với phần 2 của video này, chúng ta hãy cùng so sánh một chút về mẫu Rolex dây đeo kim loại và Rolex dây đeo da, đại diện là 116138 trên tay phải của tôi. Còn dây đeo kim loại sẽ có số hiệu là 114300, một chiếc Rolex Oyster cơ bản. Đi cùng với cả mẫu Rolex Oyster này là dây đeo Oyster 3 mắt xích bản to của Rolex, và chúng ta hãy xem ưu và nhược điểm của dây đeo này. Dây đeo kim loại thì có thể được làm từ thép, thép là nguyên liệu phổ biến hơn cả. Dây đeo kim loại thì chắc chắn là có độ bền lớn nhất trong những dây đeo còn lại. Độ bền sẽ tốt hơn dây đeo da hay dây keo cao su, như là khả năng chống ăn mòn, khả năng chống nước, khả năng chống xước đều rất là tốt hơn. Nó có một nhược điểm mà chúng ta phải đối mặt, đó là dây đeo kim loại thì có giá thành khá là đắt đỏ, và bởi vì được tạo thành nhiều mắt xích khác nhau nên khi vệ sinh dây đeo thì chúng ta phải tháo rời từng mắt xích ra, và nếu như chỉ lỡ một chút thì có thể dây đeo sẽ bị gãy hoặc là hư hại. Còn dây đeo da thì sao? Dây đeo da sẽ mang đến vẻ cổ điển và thanh lịch, trong khi dây đeo kim loại mang đến vẻ thể thao và mạnh mẽ hơn. Và dây đeo da thì thường được sử dụng với những dòng đồng hồ dress watch, và những cái loại da thường có thể tìm thấy đó là từ da cá sấu, da dê, da bò, và phổ thông nhất mà chúng ta có thể tìm được là dây da cá sấu. Trái với cả dây đeo kim loại có độ bền cao thì dây đeo da có một nhược điểm là thời gian sử dụng khá là thấp, dễ bị hư hỏng, ẩm mốc, và đặc biệt là một môi trường như ở Việt Nam nhiệt đới gió mùa, độ ẩm khá là cao thì dây đeo da lại là một nhược điểm lớn. Khi mà đồng hồ không chỉ còn là công cụ xem giờ mà còn đại diện cho một món phụ kiện thời trang thì Rolex đã phát triển những mẫu đồng hồ đi kèm dây đeo da để nhắm đến đối tượng khách hàng đầy tiềm năng này. Và nếu yêu thích những mẫu đồng hồ bằng vàng khối nhưng mà vẫn đảm bảo được độ thanh lịch, không quá lộng lẫy cần có, thì mẫu Rolex Datejust 116138 có mặt tại Gia Bảo Luxury có thể làm được điều này. Và nếu như cần bất kỳ thông tin chi tiết về bất kỳ mẫu đồng hồ nào khác, bạn có thể để lại comment ở video dưới đây hoặc truy cập trực tiếp vào website của Gia Bảo Luxury với địa chỉ là giabaoluxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.